Chào mừng các bạn đến với kênh Cửu Thiên Vũ Đế Review. Các bạn thấy hay thì like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Lý Vân Tiêu nghe vậy, cũng có chút tâm động, nói: "Là ta thiển cận, mấy vị đại nhân đề nghị phi thường có đạo lý. Nếu như chỉ tìm hiểu chút tin tức, thu thập các loại tình báo, tính khả thi rất cao. Hơn nữa còn có trợ giúp với chúng ta thật lớn. Không biết các vị đại nhân có an bài cụ thể không?" Linh Mục Địch nói: người không cần nhiều, cho nên ta có ý định chỉ ta và Mang Sơn địa nhân cùng đi, tiến vào ma giới điều tra một phen." Lý Vân Tiêu cả kinh nói: "Hai người các ngươi thôi sao? Phải chăng cân nhắc không chu toàn, nếu hai vị lâm vào nguy hiểm, cả Thiên Võ Minh và Huyền Ly đảo đều lâm vào bị động." Linh mục địch cười nói: "Đa Tạ Vân thiếu quan tâm, nếu như chỉ tìm hiểu tin tức, chúng ta lâm vào nguy hiểm khả năng cũng không lớn." Hắn nói rất thật sự, nếu không phải cân nhắc lực ảnh hưởng giới lực Ma tôn chưa chắc đã làm gì bọn họ." Lý Vân Tiêu trầm tư nói, "Ta nhớ ma phổ từng nói qua, bởi vì ta là người mang ma nguyên lực, cho nên mặc dù tiến vào ma giới cũng không bị giới lực áp chế. Nếu như nhất định phải đi thì ta là người lựa chọn tốt nhất." "Không thể." Linh Mục Địch lúc này phản đối nói, "Ngươi bây giờ là minh chủ Thiên Võ Minh, mọi cử động quan hệ tới an nguy thiên hạ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, hậu quả không tưởng tượng nổi." Lý Vân Tiêu cười nói, đại nhân không phải nói khả năng gặp chuyện không may không lớn sao linh mục địch nói là không lớn nhưng cho dù chỉ là một phần vạn khả năng chúng ta cũng không thừa nhận nổi lý vân tiêu tràn đầy tự tin nói nếu có ma nguyên tỏa tăng thêm thần thông của ta như vậy không có khả năng gặp chuyện không may rồi trừ phi ở ma giới gặp gỡ thánh ma nếu không cho dù là ma tôn cũng không làm gì được ta khúc hồng nhan lo lắng nên nói phi dương nên nghe lời mục địch đại nhân đi huống hồ ngươi bây giờ còn có tổn thương, tinh khí thần chưa khôi phục hoàn toàn đâu. Lý Vân Tiêu nói, tiến vào ma giới cũng không nóng này, chờ ta khôi phục nói sau. Thấy mọi người còn muốn ngăn cản, Lý Vân Tiêu kiên quyết khoát tay, nói, không cần phải nói, việc này không thể thiếu ta. Mục địch đại nhân ngươi nên làm kế hoạch tường tận đi, chờ ta khôi phục hoàn toàn sẽ đi ma giới. Hắn trầm ngâm, lại nói. Nhưng thành viêm vũ không thể không có người chấn thủ, chỉ có ta và Lý Mang Sơn đại nhân đi thôi. Linh mục địch phiền muộn, tự biết không thể ngăn cản Lý Vân Tiêu, thở dài. Vân Thiếu cẩn thận, ta trong vài ngày tới sẽ làm bản kế hoạch cho người xem. Lý Mang Sơn cười thầm. Ha ha, như vậy an toàn của bổn vương càng đảm bảo. Vân Minh Chủ có thủy chủ trầm phù trong tay, sợ là thánh ma cũng bị chém thành hai nữa, hắc hắc. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta còn trông cậy vào đại nhân chiếu cố ta đấy lý mang sơn cười gật đầu nói chiêu cố lẫn nhau chiêu cố lẫn nhau phải còn sống quay về mới tốt sau khi thương định công việc sau khi không còn nghi vấn gì mọi người rời đi thiên chiếu tử nói trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ chế tạo ra hai bộ ma nguyên tỏa ngự ma khải cùng phá ma nhận dùng nguyên liệu cao cấp nhất chỉ cung cấp cho hai đại nhân dùng trong ma giới tuy những thứ này trợ lực không lớn nhưng có thể đảm bảo chút phần thắng cũng tốt lý vân tiêu vội nói không, để đại nhân tốn tâm tư rồi. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng. Ba kiện huyền khí nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Như thế cũng tốt. Chuyện quan trọng liên quan tới bản thân, đám người thiên chiếu tử cũng không dám trì hoãn, sau khi nói một tiếng toàn bộ đều rời đi. Tam vương cũng lần lượt cáo từ rời đi, tiếp tục bế quan. Rất nhanh trong đại điện trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại mấy vị nhân vật trọng yếu của Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiêu lúc này mới nói, Trước khi đi ma giới còn có một việc phải xử lý, đó chính là pháp thân trên Bắc Hải kia. Linh Mục Địch gật đầu nói. Đúng vậy, ta cũng đang muốn nói chuyện này với người. Nếu như để cho ác linh bám vào trên người pháp thân, khi đó chẳng khác nào thiên vũ minh lại có thêm một vị cường giả tạo hóa cảnh. Đây chính là chỗ tốt từ trên trời rơi xuống A. À? Lý Vân Tiêu nói. Trước đó ta đã để ngạc ngư trong trừng pháp thân kia, tránh xảy ra vấn đề. Thế nhưng dù sao khoảng cách cũng quá xa, lại nói liên hệ với ngạc ngư trước đó đã đứt cho nên hiện tại nên đi tới bắc hải a có lẽ có thể cảm ứng được chỗ của ngạc ngư linh mục địch ngăn lại nói việc này không cần vân thiếu tự thân xuất mã người cứ ở trong viêm vũ thành tu dưỡng ta cùng với huynh muội đoan mộc cùng với vài cao thủ cùng nhau đi tới đó là được rồi dù sao trạng thái của người bây giờ cũng vô cùng yếu ớt lý vân tiêu lại nói hay là cứ để ta đi xem một chút dù sao các ngươi cũng không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của ngạc ngư huynh muội đoan mộc tuy rằng suy tính thần diệu nhưng càng chuẩn lại càng phải trả giá càng lớn cho nên cố gắng không để cho bọn họ suy diễn là tốt nhất về phần mục địch đại nhân vẫn nên chấn thủ ở viêm vũ thành thì tốt hơn dù sao trong hai người ta và đại nhân ít nhất phải có một người ở lại trong viêm vũ thành linh mục địch đành phải thỏa hiệp nói vậy được ta đi chuẩn bị một chiến hạm như vậy vân thiếu ở trên chiến hạm có thể tu dưỡng tuy rằng thời gian có thể sẽ dài hơn thế nhưng hiện tại cũng không vội lý vân tiêu gật đầu cười nói như thế cũng tốt sau khi thương lượng rất nhiều nòng cốt của thiên vũ minh cũng rời đi lý vân tiêu để cho bắc quyến nam đi thông báo cho ác linh chuẩn bị cho tốt còn bản thân hắn thì tiếp tục bế quan chưa bao giờ hắn luyện chế thủy chủ trầm phù lại như vậy tinh khí thần tiêu hao khó có thể khôi phục giống như lực lượng cả đời thiên phú đều hao tổn trong lúc luyện chế trước kia mỗi một lần tiêu hao chỉ cần mấy ngày là hắn có thể khôi phục phục sinh tại chỗ Thế nhưng lúc này lại vô cùng chậm chạp, vô cùng khó gặp, hơn nữa trong lòng hắn còn mơ hồ sinh ra cảm giác lo lắng, dường như bản thân hắn vĩnh viễn không có cách nào khôi phục. Lý Vân Tiêu tĩnh tâm, bắt đầu tu luyện Đại Diễn Thần Quyết, tu dưỡng tinh khí thần đã bị hao tổn của bản thân, từng vòng kim quang từ trong ngón tay hắn lan tràn ra. Mấy thời thần sau, Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Quá trình tu luyện cũng không có gì không đúng, đều giống như lúc trước. Nếu như đổi lại là lúc trước hắn đã sớm khôi phục hơn phân nửa, thế nhưng hiện tại tinh khí thần trong người hắn lại tăng lên cực ít, cơ hồ không thể nhìn thấy rõ ràng. Chẳng lẽ Vĩnh Viễn không thể khôi phục sao? Lý Vân Tiêu âm thầm giật mình, đầu ngón tay lạnh buốt, cái gọi là tinh khí thần chính là thứ quyết định lớn nhất tới linh hồn lực của một người, cũng chính là căn bản của luyện thuật sư. Nếu như tinh khí thần không thể khôi phục, đời này nếu như không thể tiếp tục luyện khí mà nói. Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Cái hậu quả này hắn không có cách nào tưởng tượng ra được, càng khiến cho hắn không có cách nào tiếp nhận. Đem vận khí cả đời đặt vào trên thánh kiếm, rốt cuộc có đáng hay không? Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ mê man, trong lòng xuất hiện cảm giác buồn bã, trong đầu ngốc trệ. Trong lúc đó trong lòng hắn tự nhiên nhộn nhạo, dường như có cảm ứng. Sao nàng lại tới đây? Lý Vân Tiêu nhíu mày, trầm ngâm một lát, nhanh chóng hóa thành lôi quang lóe lên biến mất trong mật thất ngoài viêm vũ thành trên bầu trời mấy ngàn trượng tiểu hồng cùng với cảnh thất phân lẳng lặng đứng ở đằng sau trước mặt hai người có một đóa hoa cực lớn nở rộ giống như không nhiễm bụi trần giống như chủ nhân của nó vậy xinh đẹp không gì sánh được đột nhiên có một đạo quang mang màu xanh sạch qua lý vân tiêu hiện thân ánh mắt nhìn qua hai người sau đó nhìn vào người tiểu hồng nói làm sao nàng tới đây vẻ mặt tiểu hồng biến hóa nàng đã hạ quyết tâm cực lớn mới tới đây trong lòng vô cùng chờ mong và mơ ước, thế như người xa cách ngàn dặm. Người mà trong lòng nàng luôn nhớ tới vừa mới thấy mặt đã nói một câu lạnh nhạt giống như trách móc như vậy. Vẻ chờ mong của nàng lập tức biến mất. Vì vậy nàng cắn răng oán hận nói. Tại sao ta không thể tới? Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, phản ứng của Tiểu Hồng như vậy khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ có phải bản thân mình đã nói sai rồi hay không, nói sai khiến cho đối phương mới biến đổi như vậy. Tiểu hồn nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Lý Vân Tiêu càng cảm thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết, trong lòng cảm thấy chua xót thế nhưng vẫn chừng mắt, cười lạnh nói. Nói cũng đúng, viêm vũ thành này là địa bàn của ngươi, thậm chí cả nam vực đều là địa bàn của ngươi, ngươi không muốn ta tới quả thực ngay cả tư cách tới ta cũng không có. Lý Vân Tiêu cảm thấy nàng càng nói càng kích động cho nên vội nói. Không phải ta có ý này, chỉ là nhìn thấy nàng đột nhiên tới đây cho nên mới cảm thấy hiếu kỳ mà hỏi như vậy thôi. Hỏi, có người hỏi như ngươi sao? Tiểu Hồng càng nói càng kích động, trong lòng như có hỏa diễm thiếu đốt, rốt cục không nhịn được trong đôi mắt có hai dòng nước mắt theo gò má chảy xuống. Nàng, cái này, rốt cuộc ta phải hỏi như thế nào? Lý Vân Tiêu xưa này không quen nhìn thấy nữ nhân khóc, cho nên lập tức cảm thấy nhức đầu, tay chân luống cuống. Sắc mặt cảnh thất kiểm đứng sau lưng Tiểu Hồng càng khó coi, chỉ là vẫn lạnh lùng không nói. Hắn vô cùng hiểu rõ tình cảm của Tiểu Hồng đối với Lý Vân Tiêu này, cũng vô cùng hiểu rõ tâm tư của mình đối với Tiểu Hồng. Càng biết rõ thái độ của Lý Vân Tiêu với Tiểu Hồng, đồng thời cũng biết thái độ của Tiểu Hồng với mình. Đây gọi là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình a. À. Người trong lòng hắn, người mà hắn hận không thể bảo hộ suốt đời thế nhưng lại bị nam nhân trước mắt làm cho khóc mà bản thân hắn cái gì cũng không làm được. Hắn biết rõ chênh lệch giữa mình và Lý Vân Tiêu đã đạt tới trình độ cả đời này hắn không vượt qua được. Loại cảm giác bất lực này càng khiến cho trong lòng hắn sinh ra sự ghen ghét. Ngay cả tâm tư giết người cũng có. Cảnh Thất à, ngươi thực sự là phế vật. Trong lòng Cảnh Thất thầm thở dài một tiếng, dưới khuôn mặt tái nhợt là hai mắt ửng đỏ, hai tay nắm chặt tạo thành tiếng răng rắc. Lý Vân Tiêu tự nhiên cũng phát hiện ra phản ứng của Cảnh Thất, thế nhưng cũng không đặt vào trong lòng. Mấy năm trước có lẽ Cảnh Thất còn có thể lọt vào trong mắt hắn, thế nhưng hiện tại hắn ta đã là người qua đường tụt lại ở phía sau, không cần quá hao tổn tâm ý để ý tới người này. Tiểu Hồng trầm mặc không nói gì, mím môi chừng mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu, nước mắt không ngừng rơi xuống. May mà cũng chỉ có một lát, có lẽ cảm xúc nhất thời đã bộc phát cho nên tâm tình của nàng cũng khá hơn rất nhiều, nước mắt nhanh chóng ngừng chảy. Dưới gò má nhẹ nhàng của nàng, đóa băng sát tâm diễm kia dần dần nhỏ đi, cho tới khi biến mất không thấy gì nữa. Không phải nàng đã trở lại Bắc Hải rồi sao? Lý Vân Tiêu không biết nên mở miệng thế nào, sợ rằng nàng lại tiếp tục khóc giống lên, cho nên sau khi suy nghĩ cân nhắc một lát mới cẩn thận hỏi. Oán khí của Tiểu Hồng dường như còn chưa tiêu hết, hung hăng chừng mắt nhìn hắn, nói. Trở lại Bắc Hải rồi không thể tới đây sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu vô cùng phiền muộn, phát hiện ra bất kể mình làm như thế nào cũng có khiến cho nàng giận dữ. May mà lúc này tốt hơn trước đó rất nhiều, hắn lập tức nói. Đương nhiên có thể trở lại, lúc nào ta cũng hoan nghênh. Tiểu Hồng ưng một tiếng, lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái nhiều hơn, nói. Ta trở về lần này là vì chuyện của lục đạo ma binh, ngươi có cảm ứng được hay không?" Lý Vân Tiêu thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là như vậy, hắn gật gật đầu nói: "Hẳn là đế giả vẫn lạc." Lập tức hắn đem chuyện ma chủ phổ xuất thế trở về ma giới nói ra kỹ càng. Tiểu Hồng nghe vậy khiếp sợ không thôi, sững sờ cả buổi mới kinh ngạc nói: "Có phổ hồi truy sát người nọ của ma giới ta đã yên tâm hơn nhiều. Nếu không quả thực cuộc sống bình thường khó có thể yên ổn." Vẻ mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, nói: có thể đánh chết đế giả hơn nữa cướp lấy a hàm chảm cốt đao ta lo lắng là thân phận và tu vi của người này vô cùng lớn nếu như người này là thánh ma mà nói ta sợ rằng sẽ có một ma chủ mới được sinh ra thánh ma ma chủ tiểu hồng và cảnh thất đều bị suy đoán của lý vân tiêu làm cho giật mình thế nhưng sau khi suy nghĩ cũng không phải là chuyện này không có đạo lý có thể đánh chết đế giả đồng thời còn cướp đi a hàm chảm cốt đao thì ít nhất cũng có cấp bậc ma tôn cho dù là thánh ma cũng không phải là không có khả năng." Tiểu Hồng cả kinh nói. "Vậy thì phải làm thế nào?" Lý Vân Tiêu nói, "Việc này chúng ta tạm thời không cần phải xen vào, đã có ma phổ đi quản. Trừ khi đối phương thực sự là thánh ma, nếu không dùng lực lượng của ma phổ đã có thể ứng phó được. Thế nhưng nếu thực sự là thánh ma mà nói, ma phổ cũng sẽ gặp nguy hiểm." Tiểu Hồng trầm ngâm một hồi, nói, "Chúng ta có cần tiến vào ma giới một chuyến, giúp ma phổ một tay hay không?" lý vân tiêu liếc nhìn nàng một cái hắn biết rõ nhi tử này làm việc không lo trước lo sau cho nên nàng vừa mới nói ra hắn đã lập tức lắc đầu nói nàng cảm thấy đi giúp ma phổ thích hợp sao một khi tiến vào trong ma giới thân bất do kỷ vạn nhất bị ma phổ hoặc là một cường giả không biết tên trấn áp trực tiếp rút đế ma chi nguyên của ma chủ trong người nàng ra thì giống như chạy ngàn dặm đưa một phần quà khiến cho ma giới nhanh chóng có một vị thánh ma tiểu hồng nhíu mày suy tư nói nhưng bên trong ma nguyên của ta mơ hồ có ký ức chỉ cần người mang nghe hồng thạch là có thể không chịu uy áp của giới lực, cho nên bất luận là ngươi hay ta cũng có thể tùy ý đi lại tự nhiên trong ma giới. Ồ, có chuyện này sao? trong lòng lý vân tiêu khẽ động, thầm nghĩ nếu như mỗi người đều cầm nghe hồng thạch mà nói, thế nhưng hắn lại lập tức bỏ ý niệm này trong đầu đi. đừng nói là không có khả năng có nhiều nghe hồng thạch như vậy, cho dù thực sự có, vũ giả bình thường cũng không chịu được lực lượng quỷ dị trong nghe hồng thạch, sợ rằng trực tiếp nhập ma. Tiểu Hồng gật đầu, vẻ mặt nặng nề nói. Nếu như, ta nói là nếu như, nếu như ma phổ thực sự không chống nổi, trong ma giới xuất hiện ma chủ mới, thiên vũ giới còn có lực lượng chống lại hay không? Vẻ mặt Lý Vân Tiêu cũng ngưng trong hẳn lên. Chỉ là thánh ma bình thường mà nói, có lẽ còn có thể dốc sức chiến một trận, thế nhưng ma chủ khống chế lục đại ma binh mà nói lại vô cùng khủng bố. Hắn nói, chuyện còn chưa phát triển tới mức này, ta và nàng cũng không cần phỏng đoán, thế nhưng vẫn không thể không đề phòng. Ta vừa vặn lại có ý định tiến vào trong ma giới nhất một chuyến, đến lúc đó thuận tiện cũng có thể nghe ngóng chuyện này một chút. Cái gì? Ngươi định đi vào ma giới nhất sao? Tiểu Hồng cả kinh, vội vàng nói. Mang ta theo đi. Cảnh Thất giật mình, muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng nghĩ tới thân phận của mình cùng với thái độ của Tiểu Hồng đối với hắn hiện tại, hắn biết rõ có ngăn cản cũng vô dụng. Trong lòng vô cùng lo lắng mà không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhìn qua Lý Vân Tiêu. Hy vọng hắn ta có thể ngăn cản Tiểu Hồng. Tại sao? Lý Vân Tiêu hoàn toàn không nhìn ánh mắt của cảnh thất, có chút khó hiểu hỏi. Nàng muốn đi vào ma giới làm gì? Tiểu Hồng nói: "Tuy rằng ta và ngươi đều có được đế ma nguyên của ma chủ, nhưng ta không giống với ngươi. Ma chỉ là một trong các công pháp của ngươi, mà bản thân ta chính là sinh linh do thị hồng thạch sinh ra, cho nên đối với ta mà nói, nơi tốt nhất chính là ma giới." Nàng đột nhiên ngẩng đầu, có chút sâu kín nói: Tính ra mà nói, ta nên thuộc về ma tộc. Vân Tiêu Ca Ca là minh chủ Thiên Vũ Minh, tương lai có lẽ sẽ giết ta cũng không chừng. Lý Vân Tiêu cười nói: "Nàng nghĩ nhiều rồi, vô luận là tộc nào, bản thân ta cũng không có địch ý, ta chỉ muốn giết ma tộc xâm lấn Thiên Vũ giới, ta tin rằng tuyệt đại đa số người ma tộc cũng không muốn xâm lấn Thiên Vũ giới." "Đúng như vậy thật không?" Tâm Tình Tiểu Hồng lập tức trở nên tốt hẳn, cười nói: "Tuy rằng ta là ma tộc, Thế nhưng thiên vũ giới mới chính là cố hương của ta. Cuộc chiến của hai giới ta vẫn nên đứng ở bên thiên vũ giới." Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói: "Chỉ mong nàng có thể nhớ kỹ chuyện nàng nói ngày hôm nay. Rốt cuộc tình cảnh ở trong ma giới thế nào ta cũng không rõ nữa, nhưng mà ta nghĩ vô cùng ác liệt, nếu như nàng thực sự muốn đi mà nói cũng không hẳn là không thể, chỉ là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hơn nữa một khi gặp nguy hiểm phải nhanh chóng nghĩ biện pháp trở về." "Được, nếu như có nguy hiểm ta sẽ trở về tìm Vân Tiêu ca ca. Tiểu Hồng không ngừng gật đầu, nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu, hai mắt chớp động. Lý Vân Tiêu lên tiếng nhận lời, thế nhưng trong lòng lại cười khổ một tiếng. Cảm tình của Tiểu Hồng đối với hắn làm sao hắn lại không biết, chỉ là hắn đã thiếu nợ tình cảm của rất nhiều người, cho nên hắn không muốn làm tổn thương bất luận kẻ nào, cũng chỉ có thể giả ngu ngơ, làm như không thấy mà thôi. Thiên Tôn giả đại nhân, người thực sự muốn đi vào trong ma giới hay sao? Cảnh Thất trầm mặc đã lâu rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng hỏi. Tiểu Hồng nhíu mày, không vui nói: "Sao nào? Ngươi lại định quản chuyện của ta sao?" Trong lòng Cảnh Thất đau khổ, thế nhưng đối với việc Tiểu Hồng nói chuyện với hắn như vậy hắn đã sớm quen cho nên hắn tiến lên, nói: "Nếu như Thiên Tôn giả đại nhân nhất định muốn đi, ta nguyện ý đi cùng đại nhân." Sắc mặt Cảnh Thất cực kỳ khó coi, trong lòng giống như lửa cháy bừng bừng. "Cũng được, ngươi có lựa chọn của mình, ta không ép buộc ngươi." chỉ là một khi gặp nguy hiểm ta sẽ không cứu ngươi chết cũng là do ngươi không biết lượng sức tiểu hồng phất phất tay dường như không muốn nhiều lời với hắn đặc biệt là trước mặt lý vân tiêu nàng không muốn vì người này mà làm ảnh hưởng tới thời gian quý giá ở cùng lý vân tiêu lý vân tiêu gật đầu nói được vậy thì chờ ta đi tới bắc hải một chuyến sau khi trở về liền lập tức tiến vào trong ma giới nàng ở trong viêm vũ thành tu luyện một đoạn thời gian ngắn đi tuy rằng nàng là linh của thị hồng thạch Thế nhưng quy tắc của thập phương giới đối với ngươi cũng có sự trợ giúp không nhỏ. Đi Bắc Hải làm gì? Tiểu Hồng sững sờ, nàng vừa mới từ Bắc Hải tới a. Lý Vân Tiêu nói, làm một ít chuyện, chỉ là thời gian có hạn cho nên sẽ cố gắng nhanh hơn một chút. Tiểu Hồng lập tức nói, vậy thì ta sẽ đi cùng Vân Tiêu ca ca. Nàng nên ở lại Viêm Vũ Thành đi thôi. Chúng ta đi muốn đi tìm một người, không có nguy hiểm gì, chỉ là tốn không ít thời gian mà thôi tìm người hai mắt tiểu hồng sáng ngời vội vàng hỏi ta ở bắc hải đã lâu hơn nữa thủ hạ cũng nhiều có thể giúp vân tiêu ca ca tìm kiếm a lý vân tiêu cũng không muốn mang nàng đi thế nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương trên vẻ mặt tinh xảo của nàng hắn không đành lòng cự tuyệt hơn nữa tiểu hồng luôn ở lại bắc hải có lẽ thực sự có thể giúp được cũng không chừng sau khi trầm tư một lát hắn nói tốt nàng có thể đi theo ta nhưng tất cả phải nghe theo lệnh của ta không chỉ là nàng, mà hắn cũng vậy. Hắn chỉ tay vào Cảnh Thất rồi nói, "Nộ khí nghẹn khuất trong lòng Cảnh Thất đã lâu lúc này bộc phát, hắn cắn răng nói, "Ta không phải người Thiên Vũ Minh, vì sao phải nghe lời ngươi? Điều kiện này quá bá đạo a." À? "Không thành vấn đề." Tiểu Hồng đáp ứng, nhanh chóng xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cảnh Thất, nói, "Ngươi thích nghe thì nghe, còn nếu không thích nghe mà nói, nếu như để Vân Tiêu ca ca mất hứng, ta sẽ giết ngươi." Nghe vậy cảnh thất sừng sốt, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương xuyên qua không khí bắn tới, bên trong ẩn chứa sắc khí khiến cho toàn thân hắn rét run. Cho dù hoàn toàn không để ý tới tình cảm của hắn, thế nhưng tình nghĩa chủ tớ đi theo nhiều năm như vậy mà không ngờ lại có thể nói như vậy. Cảnh thất lập tức im lặng không nói gì, lòng có cảm giác như đóng băng, giống như toàn thân rơi vào trong vực sâu vậy. Mà ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không nhìn được mà vội hỏi. Ta tuyệt đối sẽ không làm khó cảnh thất, chỉ là sợ đại nhân hành động tùy ý làm chậm chuyện của chúng ta, chỉ cần đại nhân không được hành động tùy tiện là được rồi. Cảnh thất thì hoàn toàn không có phản ứng, sắc mặt trắng bệch ngây người ra đứng lại tại chỗ, so với thi khôi thì hắn còn giống thi khôi hơn nhiều. Lời nói của Lý Vân Tiêu hắn hoàn toàn không nghe thấy mà trong đầu quanh quẩn lời nói tuyệt tình của Tiểu Hồng, từng tiếng, từng tiếng giống như dao cắt trong lòng hắn, đau tới mức khiến cho hắn chết lặng, cũng không biết mình tại sao lại tới viêm vũ thành này. Mấy ngày sau, một chiếc chiến hạm phong cách cổ xưa ở trong Viêm Vũ Thành trực tiếp được đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, tại một chỗ trong Bắc Hải, hư không bỗng nhiên bị đánh nát, chỉ có một chiếc chiến hạm rộng dài rộng chừng mấy trăm trượng từ trong thông đạo lao ra. Bởi vì không có tọa độ truyền tống trận cố định, chỉ là ước tính tới chỗ Bắc Hải, cho nên trực tiếp đi tới. Trên chiến hạm, ba mục thống lĩnh và quản lý tất cả các công việc. Ba Long và Thủy Tiên cũng tới, thế nhưng tất cả mọi người đều cố gắng tiết kiệm thời gian tu luyện mà ba mộc cũng không cần tu luyện cái gì cho nên mới để cho hắn làm thống soái lần tìm kiếm tù chi pháp thân này sau khi hắn tìm kiếm phương vị một chút chiến hạm lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng phóng về phía hải chi xâm lâm sau trận chiến lần trước hải chi xâm lâm cơ bản đã hỏng thế nhưng dùng thân phận địa vị tù chi pháp thân của bọn họ muốn mở một địa điểm ngay ở gần hải chi xâm lâm cho nên cũng chỉ có thể đi tới vùng hải vực kia nhìn xem theo mọi người phân tích Tù chi pháp thân cơ hồ không có khả năng còn ở tại chỗ, thế nhưng Bắc Hải này to lớn như vậy thực sự khó có thể tìm ra, chỉ có thể thử một chút mà thôi. Hơn nữa huynh muội Đoan Mộc cùng Trách Thanh Phàm đều tới, nếu như thực sự không tìm được sẽ để cho huynh muội Đoan Mộc suy diễn. Trách Thanh Phàm từ lúc chiến hạm còn chưa tới gần Hải Chi xâm Lâm đã đem phiến hải vực kia lật tung lên, cho tới bây giờ vẫn còn tìm kiếm trên hải vực, thế nhưng vẫn chưa thể phát hiện ra được cái gì. Lý Vân Tiêu cũng đã thử mấy lần, đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của ngạc ngư. Mọi người tìm kiếm nhanh chóng lâm vào trong ngõ cụt, chiến hạm lẳng lặng dừng trên không trung, không biết nên đi đâu. Rơi vào đường cùng Lý Vân Tiêu đành phải triệu hồi chắc thanh phàm để cho đoan mộc hữu ngọc suy tính. Đoan mộc hữu ngọc xuất ra cửu diệu tinh trượng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào tinh trượng, cửu diệu tinh trượng bay lên trên không trung. Đường đường, đường đường, thanh âm tinh trượng va chạm vào nhau, ở trong tinh trượng bắn ra quang mang màu vàng, bên trong có những điểm nhỏ lóng lánh, giống như những ngôi sao vận chuyển trên bầu trời. Dựa vào lực lượng tinh trượng này là có thể giảm bớt sự tổn thương đối với thân thể của bản thân người chiêm tinh. Đoan Mộc Hữu Ngọc không ngừng niệm pháp quyết đánh vào trong tinh đồ kia, lập tức khiến cho tinh trượng rung rung, một mảng lớn quang mang nhộn nhạo, gô rửa tinh đồ. Đám người Lý Vân Tiêu ở một bên lẳng lặng nhìn vào, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đột nhiên quang mang lắc lư một hồi, tinh đồ chung quanh tinh trượng đột nhiên sụp đổ tạo thành những điểm sáng ngập trời, bỗng nhiên biến mất không thấy. soảng Đoan Mộc Hữu Ngọc dường như đã bị cắn trả, dưới quang mang kích động kia lập tức lùi lại mấy bước, nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi. "Ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đoan Mộc thương kinh ngạc, nhanh chóng bước lên phía trước đỡ Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc vô cùng kinh hãi, thì thào lẩm bẩm nói: "Xảy ra chuyện gì? Vì sao thứ gì cũng không thể suy tính ra được? Một chuyện đơn giản như vậy mà lại bị một sức mạnh to lớn áp chế?" hoàn toàn không suy tính ra được. Sức mạnh to lớn áp chế sao? Lý Vân Tiêu hoài nghi nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói tiếp. Hắn cũng tu luyện thái sơ chân quyết, đối với chuyện tính toán, đo lường tinh đồ cũng có một chút cảm ứng. Khuôn mặt đoan mộc hữu ngọc trắng bệch, trầm giọng nói. Năng lượng liên quan tới chuyện đang suy tính quá lớn, không dễ dàng nghịch chuyển thời không, khiến cho không thể diễn hóa ra diễn biến của tinh đồ. Ba mộc sững sờ nói mặc dù tù nhục là pháp thân cảnh cũng không có lực lượng cường đại như vậy a à, không thể nào ngăn cản suy tính ra được đoan mộc hữu ngọc gật đầu nói sợ rằng có lực lượng của người khác can thiệp tới lý vân tiêu trầm ngâm nói không phải là dẫn vũ đó chứ đoan mộc gật đầu nói rất có khả năng nơi này bốn phía là biển thậm chí hiện tại cả thiên vũ giới người có được lực lượng như vậy hơn nữa lại đi làm chuyện như thế này cũng chỉ có chân long dẫn vũ phi nghe hỏa cản giận nói lão bất tử này nên sớm bị chôn vùi trong lịch sử, sống nhiều năm như vậy không biết đã tạo ra bao nhiêu việc ác à, à. Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu, câu mày nói. Dùng thực lực của dẫn vũ bây giờ còn chưa đủ để ngăn cản ta suy tính, hơn phân nửa là Thủy Long kia ra tay. Phiền phức rồi. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Cho dù không phải là dẫn vũ ra tay, ngạc ngư kia cũng gặp nguy hiểm. Thủy Tiên Vân phất tay áo một cái, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ tàn khốc, nói lần này chúng ta nhất định phải tìm ra dẫn vũ kia, băm vằm hắn thành vạn đoạn. Hải chi xâm lâm cũng bị đám xú long này phá hủy. Chắc thanh phàm nói, hiện tại điều mấu chốt nhất chính là tử hải vô cùng lớn, chúng ta đi đâu tìm đám người này. Hơn nữa rất có khả năng thậm chí bọn họ còn không ở lại trong tứ hải. Đoan mộc hữu ngọc cắn răng, trầm giọng nói, để ta thử lại lần nữa, ta cũng không tin ta không tính ra được. Không được. Lý Vân Tiêu ngăn lại, nói, nếu như cố gắng suy tính, chống lại lực lượng mạnh mẽ kia mà nói, cũng chỉ có bị trọng thương và hao tổn thọ nguyên mà thôi. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói, Vân Thiếu lo lắng quá nhiều rồi, có chiêm bạc sư nào không phải là hao tổn thọ nguyên mà chết đâu. Miệng không thể rời khỏi giếng, tướng quân khó trách khỏi chết trận. Đoan Mộc thế ra từ trước tới nay có được bộ dáng như vậy không có ai không phải là bị giảm thọ mà chết, ta cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ sống lâu trăm tuổi. Đoan Mộc Hữu Ngọc không để ý tới mọi người ngăn cản, một trưởng vỗ vào trên cửu diệu tinh trượng lập tức có một tiếng nổ lớn vang lên lần nữa diễn hóa ra dị tượng tinh đồ quanh quẩn xoay tròn quanh thân hắn vô số cổ văn từ trong hai tay đoan mộc hữu ngọc bay lên quy tắc thời không trong thái sơ thần quyết không ngừng diễn hóa ra tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trước mắt trong mắt đều có chút lo lắng phanh một lúc lâu sau trên tinh trượng phát ra tiếng kim loại giòn tan một đạo kim quang bắn lên trên không trung giống như pháo hoa nổ tung ầm ầm kim quang bắn sang bốn phương tám hướng, lập tức bao phủ về phía chân trời. Đoan Mộc Thương thấy thế hai tay vội vàng bấm pháp quyết, sau lưng hóa ra thiên thủ thiên nhãn, vô số phù văn suy diễn bên trên thiên thủ. Sau khi huynh muội hai người toàn lực phối hợp, rốt cuộc cũng nhìn ra một ít mảnh khóe. Mặt phía nam. Đoan Mộc Thương nhìn về phía nam, miệng nói. Dường như vẫn không thể tính toán ra cụ thể, thế nhưng có lẽ là ở phía nam. Tiểu Hồng câu Mày nói. Mặt phía nam, mặt phía nam lớn như thế, phạm vi quá rộng a. À. Nàng hồ nghi nói tiếp, các ngươi thực sự có thể suy đoán ra sao? Ngươi nói gì? Đoan mộc thương quay đầu hàm hàm nhìn về phía tiểu hồng, cắn răng nói. Ca ca ta đã cố hết sức, vì một chút manh mối này, vì suy diễn nó mà vừa rồi thoáng cái đã tổn thất 10 năm thọ nguyên. Tận 10 năm sao? Tiểu hồng kinh ngạc trợn to mắt, ánh mắt có chút thương cảm nhìn qua đoan mộc hữu ngọc, không ngừng chật chật cùng lắc đầu ngươi có ý gì đoan mộc thương tức giận bắt đầu nổi sung lên tiểu hồng lại mỉm cười nhún vai nói không có gì a à, chỉ là cảm thấy chiêm bạc sư quá khổ mà thôi tiểu hồng lý vân tiêu trầm giọng quát hắn vô cùng bất mãn với lời nói và hành động của nàng hiện tại trong lòng có chút hối hận khi mang nàng tới đây hắn và huynh muội đoan mộc tương giao tâm đầu ý hợp mà hai người cũng luôn tận tâm tận lực giúp hắn trước sau thậm chí hao tổn thọ nguyên cũng không tiếc Hành động này của Tiểu Hồng quả thực khiến cho hắn thất vọng và khó chịu. Vì vậy hắn nổi giận nói, chớ nói lung tung, Ngọc công tử và thương đã cố hết sức, không được nói bậy. Sắc mặt Tiểu Hồng biến hóa, khẽ bĩu môi. Lời nói của Lý Vân Tiêu đương nhiên nàng không dám cãi lại, thế nhưng trong lòng lại không công nhận năng lực của huynh muội Đoan Mộc. Đoan Mộc Hữu Ngọc chậm rãi mở mắt ra, cười khổ nói, cũng không trách được Tiểu Hồng cô nương, thật sự là bản lĩnh của ta không đủ nhưng mà lần này suy tính quả thực cổ quái cho dù là dẫn vũ và thủy long cũng không có sức mạnh to lớn như vậy tất cả mọi người nên cẩn thận mới được ba mộc đột nhiên lên tiếng nói liệu có phải là cửu uyên kia không chủ nhân thâm uyên kia sao lý vân tiêu cả kinh chợt lắc đầu nói thực lực người nọ thâm bất khả chắc nếu như là hắn thì thực sự cũng có khả năng nhưng ta lại không nghĩ tới lý do nào để cho hắn ra tay hơn phân nửa không phải là hắn ba mộc hoang mang nói vậy thì có chút quái dị lý vân tiêu biết rõ có nghĩ tới việc này cũng không có tác dụng dù sao cũng không biết kết quả hắn nói hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chúng ta nên tới phía nam tìm kiếm thôi thanh phàm huynh còn phải làm phiền huynh nhiều hơn hiểu rồi chắc thanh phàm mỉm cười thân ảnh lóe lên chậm rãi biến mất trên chiến hạm ba mộc nói phạm vi phía nam quả thực có chút lớn ba long Ngươi có khả năng câu thông với hải tộc trong Bắc Hải này không? Để cho bọn họ hỗ trợ có lẽ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Vẻ mặt Ba Long có chút khó xử, do dự một chút rồi thở dài nói: "Tiên tổ đại nhân, ta sẽ cố hết sức." Nếu như là khi trước, dùng tên tuổi hải hoàng, ra lệnh một cái tự nhiên tứ hải sẽ thần phục. Thế nhưng sau trận chiến ở Hải Chi Sâm Lâm, bốn hải vương tộc cùng với hải hoàng điện vì cãi nhau mà trở mặt, hơn nữa đều chết thảm. Thiếu đi tầng lớp vương tộc này Ba Long từ lúc đó cũng chưa từng câu thông với những hải tộc phía dưới, sợ rằng sẽ không có ai nhận ra hắn. Cho nên lúc này tương đương với việc Ba Long tới đây chỉ là một vị hoàng đế không ai mà thôi. Hắn từ trong chiến hạm bay ra, lơ lửng đứng trên mặt hải vực. Giờ phút này đã là sáng sớm, những đám sương mù màu trắng trên hải vực cũng không thể ngăn cản tầm nhìn của những cường giả cấp bậc như bọn họ. Sau khi tính toán phương vị, Ba Long hít sâu một hơi, cánh tay đánh ra một đạo bí quyết vào trong hải vực mặt hải vực sau khi yên tĩnh mấy hô hấp có vài đạo thân ảnh từ dưới mặt nước nhảy ra tạo thành mấy đạo thủy trụ bắn lên trên trời mấy tộc trưởng hải tộc phụ cận đều bị triệu hoán tới sau khi ba lòng lộ thân phận đám tộc trưởng này quả nhiên đều giận dữ không thôi dám cả gan giả mạo hải hoàng đại nhân dù cho thực lực ngươi thông thiên thì sao chúng ta đâu phải là hạng người ham sống sợ chết đừng hy vọng chúng ta sẽ khuất phục dưới dâm uy của ngươi nếu như ngày sau gặp lại chúng ta sẽ dùng lực lượng toàn tộc chém dụng ngươi xuống nước Mấy tộc trưởng hải tộc này đều có ngạo khí, dù cho bị khí tức của ba long đàn áp, thế nhưng vẫn chửi ầm lên, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mấy người nhìn nhau, đều lắc đầu thở dài thả bọn họ ra. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ nói: "Trước tiên cứ đi hướng nam thôi, có lẽ có thể phát hiện ra thứ gì đó. Hiện tại ta lo lắng nhất ngạc ngư sẽ gặp chuyện không may. Dùng cương phong chi thân của nó có lẽ không đến mức gặp phải nguy hiểm gì mới đúng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Dứt lời, trên mặt Lý Vân Tiêu không khỏi tràn ngập vẻ lo lắng. Mọi người hiện tại cũng không có biện pháp khác tốt hơn, cho nên chỉ có thể tiến về phía nam, tới đó rồi tính tiếp. Chiến hạm phi hành hơn nửa ngày, cũng không thấy bất luận một chút manh mối nào. Dọc đường đi chỉ là một mảnh hải vực mênh mông, không bờ không bến. Nếu như trên chiến hạm không có kim chỉ nam mà nói, sợ rằng mọi người đã sớm mất đi phương hướng. Cảnh Thất đột nhiên nói ra, "Cách hải vực này không xa có lẽ chính là Đại Luân Đảo." đại luân đảo lý vân tiêu sững sờ nói là nơi chính giữa của thiên vũ đại lục và thiên tiệm nhai sao cảnh thất gật đầu nói đúng vậy trong lòng lý vân tiêu cảm thấy kinh ngạc trong lúc mơ hồ dường như đã nắm bắt được thứ gì đó nói đại luân đảo ta đã đi qua đó mấy lần thế nhưng lại không biết là ở trong mảnh hải vực này dù sao tứ hải to lớn khó có thể đánh giá được mỗi một lần đều thông qua truyền tống trận đi qua Cảnh Thất đại nhân có thể tìm được vị trí cụ thể hay không? Cảnh Thất cũng không nhìn qua Lý Vân Tiêu, miệng kêu một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, quanh thân tản ra khí tức lạnh lẽo như băng. Lý Vân Tiêu cau mày, trong lòng phiền muộn không thôi, hắn biết rõ tên này bởi vì có quan hệ với Tiểu Hồng, trong lòng đã sớm hận hắn không thể chết đi, cho nên trong lòng thở dài không thôi. Tiểu Hồng nhìn thấy Lý Vân Tiêu mất mặt, khẽ nhíu mày, mở miệng quát lên một tiếng. Còn không mau nói Cảnh thất u oán liếc nhìn Lý Vân Tiêu, rồi mới lên tiếng. "Đương nhiên có thể tìm được, trên Đại Luân đảo còn có chú địa do ta phái ra, tự nhiên ta có nắm giữ tọa độ không gian." Hắn sợ Tiểu Hồng lại trách mắng hắn cho nên cực kỳ trung thực ném một cái la bàn về phía Lý Vân Tiêu, nói: "Đại Luân đảo ở phía đó." Lý Vân Tiêu đại hỉ, sau khi biết được phương hướng lập tức ôm quyền nói: "Đa tạ." Tiểu Hồng nói: Vân Tiêu ca ca nghi ngờ việc tù chi pháp thân mất tích có liên quan tới Đại Luân Đảo và Thiên Tiệm Nhai hay sao? Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.